Xin chào cả nhà tám. Đúng hẹn 9 giờ tối chủ nhật để mình lên nói chuyện với mọi người về chủ đề, không biết là mọi người có cùng quan tâm hay không, nhưng mà 8 tháng 3 chắc là dịp thích hợp để cùng chị em trò chuyện. Cái chủ đề mà Quỳnh có rao ở trên nhóm 8 ngày hôm nay là 8 tháng 3 nói chuyện quản trị chồng. Nghe cũng hơi ngầu chút. Ok, mình cứ bắt đầu đúng hẹn thôi ha. Đang có một người theo dõi nhưng không sao. Không người theo dõi thì Quỳnh cũng sẽ tự tự nói chuyện. Mình sẽ có 30 phút trò chuyện ngày hôm nay. Sorry quý vị vì ánh sáng trong phòng hơi yếu, nhưng mà chắc là trước nhan sắc của Quỳnh thì ánh sáng nó cũng phải lu mờ thôi. Hôm nay không biết là có ai đã nhận được quà ngày 8 tháng 3 chưa ạ? Ngày hôm nay thì mình cũng không biết là ông xã đã tặng gì cho mình nữa, tại vì mình mới đi chơi về cách đây đúng 30 phút, lao vào tắm rửa rồi chuẩn bị lên đây nói chuyện với mọi người. Ngày 8 tháng 3 thì mình tặng cho ông xã mình một ngày free hoàn toàn, không không vợ không con, tự do như thời độc thân. Mấy mẹ con thì vác nhau đi chơi, đi thăm nhà cô giáo ở miền Tây và đến tối mịt mới về. Thì thường 8 tháng 3 mình sẽ tặng quà cho chồng mình quý vị ạ. Nói cái chuyện mà quản trị chồng á, nghe có vẻ to tát lắm, nhưng mà mình nhớ hồi mà mình mới lấy chồng về, cũng không biết là đi lấy chồng thì phải làm những cái việc gì nữa, chỉ biết là lấy chồng xong thì biết làm việc gì rồi đó. Có bầu được 6 tháng thì công ty lúc đó tổ chức đi đi company trip, đi 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 chơi. Công ty đi chơi nhưng mà ông chồng thì bảo thôi em đang bầu bì con cái đi làm gì, ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ con. Thế là lúc đấy mình có thai lần đầu, mình cũng không biết là lỡ là có chuyện gì thì sao, thôi ở nhà. Thế là đến lúc mình sanh con xong thì bận rộn bao nhiêu việc với đứa con đầu lòng. Thì lúc đó ông chồng mình mới đúng con khoảng được tầm 5-6 tháng gì đấy, lại công ty làm một cái trip đi chơi hàng năm. Thế là lúc đó mình mới nói với ông chồng mình là thôi anh ơi, chắc cho em đi chơi đi, chứ em ở nhà cả năm rồi, em muốn anh thèm đi chơi quá à. Các bạn ở trong công ty đang rần rần rần. Cái ông bảo do đi chơi thì con cái ở nhà ai chăm. Lúc đấy có ông xã và có, nói chung là gia đình chồng cũng hỗ trợ, nhưng mà mình cũng vẫn cảm thấy là mình nói với ông là thôi bây giờ nhà đông người thì trông con rồi em đi. Thế là ông lại quay sang ông nói nhưng mà rồi con nhớ mẹ thì sao, em đi tận 3 ngày 2 đêm như thế rồi con nhớ mẹ các thứ như thế nào. Thì tự nhiên mình nhìn em bé thì mình cũng bảo này thôi chắc chắc là những thú vui để qua một bên vậy, bây giờ mình phải tập trung cho gia đình trước. Rồi mình sanh em bé thứ hai chỉ sau đó 2 năm thôi, tức là có thai liên tiếp và sanh em bé thứ hai chỉ sau đó 2 năm thôi. Thì em bé được khoảng tầm bao nhiêu 3-4 tháng gì đó thì đến ngày sinh nhật của mình. Xong ông xã lại hỏi là em hay là sinh nhật này em thích tặng gì để em tặng. Xong mình nghĩ tới nghĩ lui chả thiếu gì cả, chỉ thật sự là thiếu thời gian cho bản thân thôi. Đến lúc đó mình nói là anh, em muốn đi chơi với bạn quá à, bây giờ làm sao. Thì từ một cái người mà vui chơi bay nhảy xong tự nhiên lấy chồng sanh con rồi sanh liên tiếp, có thai rồi sanh liên tiếp như vậy, thì mình cũng cảm thấy rất là bị tù túng, rất là bị bó buộc. Thì lúc đó ông xã nghe, ông xã nghe mình xin đi chơi bảo ok, thôi được rồi,
Em muốn đi chơi ở đâu để anh book phòng, book vé máy bay cả nhà đi. Mình kêu trời ơi, ở nhà với mấy đứa con đã bao nhiêu năm rồi, vì em chỉ muốn đi cho em thôi, please anh làm sao trông con cho em đi đi. Thế là ông bảo em đi một mình á hả, thôi để anh suy nghĩ xem như thế nào, chứ bây giờ con thì hai đứa nhỏ nheo nhóc như này, mẹ mà đi xa một hai ngày thì cũng khó đấy. Thế là tự nhiên mình kêu có gì sai ta, giống y như là hồi mà mình độc thân mà mình xin bố mẹ mình đi chơi vậy, phải xin, phải có sự đồng ý. Mình kêu ủa có gì sai sai, như là ổng đâu phải bố mình đâu ta. Cái lúc đó mình mới nghĩ lại, mình bảo ok, mình chỉ là hai người partner sống với nhau, tức là hai người đồng đẳng cùng đồng hành trong cuộc sống với nhau, chứ mình không phải là xin phép, mình không phải xin xỏ. Ok, tự tin hơn. Sáng hôm sau ngủ một đêm dậy tự nhiên bản lĩnh hẳn lên, chạy ra nói chồng: anh ơi, em thông báo với anh em sẽ đi Lý Sơn 3 ngày cùng với bạn của em, anh sắp xếp ở nhà em đi. Ủa em đi 3 ngày rồi anh ở nhà hai đứa con sao? Đâu sao đâu, đứa nhỏ thì có bà vú nè, đứa lớn thì gửi về nhà ông bà nội hoặc là bố, trong nhà hai người lớn hai đứa trẻ con được mà. Còn đồ ăn dặm các thứ của con rồi sữa gì đó em để hết về tủ lạnh, em ghi mỗi ngày ăn gì em ghi rõ hết, mọi người chỉ việc làm theo cái việc đó thôi mà. Thế là không đợi ổng đồng ý, mình đã book vé máy bay, hẹn bạn và chuẩn bị đầy đủ đồ của con cả nhà. Tới ngày, bye anh, em đi chơi. À, tự nhiên sau đó mình nghĩ ra là ok, nhận ra là cái mối quan hệ song hành, nếu mà một người cứ phải nói chung là khi mà mình cứ nhẫn nhịn hoài như vậy thì mình cảm thấy rất là khó chịu và không không có happy, không có vui vẻ. Thì khi mà mình nhận ra là ok, mình phải cân bằng lại một chút xíu, mình phải hiểu mình trước tiên, mình phải chủ động trước. Nói chung là vợ chồng là đồng đẳng, không có xin xỏ cao thấp gì hết, và mình cảm thấy là ok thì mình phải cho người chồng thấy được là cái việc này là việc cần thiết, nếu mà mình không có cái thời gian như thế cho bản thân, hay là không có một cái nhu cầu của bản thân không được đáp ứng thì cái mối quan hệ nó sẽ không có tốt. Sau cái lần đó thì mình nhận ra được như vậy. Thế là nguyên tắc thứ nhất đã được đúc kết ra là vợ chồng là luôn luôn đồng đẳng. Anh đi đâu thì em sẵn sàng support cho anh làm cái công việc của anh tốt, còn em có những cái công việc riêng của em cũng phải support cho nó như vậy. Thì nguyên tắc thứ nhất là đồng đẳng. Nguyên tắc thứ hai là nguyên tắc gì ta? Bây giờ ngồi tám để nghĩ ra xem nào. Còn nhớ cái lúc mà có đứa con đầu lòng á, thì mọi thứ cũng mới mẻ lắm. Thì mình vừa coi như là có cái lúc mà em bé thì khóc, mà bình sữa này kia thì chưa có rửa, cái kiểu là không biết là em bé khóc vì gì, vì đói hay gì mà bình sữa dồn đóng chưa có rửa. Thì bây giờ lúc đó mới nói với chồng là: anh ơi, một á, là anh dỗ con cho em, còn hai là anh đi rửa bình sữa giùm em. Thế là bác ngồi bác bấm điện thoại: ừ ok em, để đấy, để tí anh rửa. Xong bảo: anh ơi, một là anh rửa chén, hai là anh dỗ, à một là anh rửa bình sữa, hai là anh dỗ con giùm em cái. Ừ thì để tí đấy, để tí anh rửa. Thế là mình mới quăng luôn thằng con xuống giường đang khóc. Thế là mình đi cầm cái bình sữa đi rửa. Thế là anh bảo: ôi rồi ôi, mẹ ác độc, mẹ ác độc, bố đây, bố đây, bố đây. À, thế là cậu không được choice, cậu không được lựa chọn nữa. Một là thế này, hai là thế kia, và bây giờ mình chỉ chọn một trong hai cái thôi, tại mình không ba đầu sáu tay. Tại vì mình biết rõ ràng là nếu như mà để cái bình sữa đó cho anh đi rửa thì có thể là tí nữa của anh có thể là đến tối hay đến ngày hôm sau không biết được. Thế nên là mình gọi như là đánh vào cái tình thương, là ok, đụng đến con thì bố nào mà chẳng thương, thấy con khóc thì đương nhiên là phải ra dỗ rồi, tại bình thường toàn ỷ là có mẹ ở đó nên là ỷ y. Rồi từ đó
Cái lúc con khóc thì anh bắt đầu loay hoay, ủa sao khóc, đói hả con, đói hả, xong rồi cho bú cũng không nín luôn, xong rồi sao sao cái bảo thì con sơ sinh nó đói, nó chỉ có mấy lý do thôi, anh xem bỉm của nó xem, nếu mà nó không đói thì chắc là nó dơ hoặc là nó khóc không lý do gì hết, anh kiểm tra hai cái lý do đầu trước đi. Thế là mở bỉm ra thấy ao, em ơi thay bỉm em ơi, không không em đi rửa bình sữa rồi, tại nãy em không chọn vì em đi rửa bình sữa rồi. Thế là cậu bảo bây giờ anh đâu biết cái xử lý như nào, làm sao anh lau cho nó sạch được, em đâu có biết đâu, anh lau cho nó cũng như anh lau cho anh thôi, bây giờ em cũng biết làm sao cho nó sạch hết, thôi anh tự xử đi. Thế là những cái liên quan đến con cái này kia thì anh rất là chu đáo, từ những cái việc thay tã cho con bú vân vân, sau này thì anh làm tốt hết. Cái đến sau này mình thấy là ồ làm được hết mà, tự nhiên mình trước giờ mình gánh làm gì đúng không? Thế là càng sau thì mình càng kiểu được đằng chân lân đằng đầu ấy. Mình vẫn muốn là những việc ở trong nhà có anh ấy cùng đồng hành này kia, đến con cái rồi xong rồi đến việc cơm nước. Anh ơi, anh giặt cho em cái này, phơi cho em cái kia, vân vân và vân vân. Thì đến một lúc anh ơi, em nói với anh buổi sáng rồi là đồ con hết rồi, anh không làm này làm kia các thứ nọ đi, tức là mình càng ngày cái yêu cầu đòi hỏi càng nhiều hơn ấy. Thì mình thấy là thật sự là không chuyển biến, chỉ có một cái giới hạn nhất định là có thay đổi thôi, còn lại là không diễn biến. Thế là càng ngày mình càng trở thành người phụ nữ cau có và giận, xong rồi bực bội trong người ghê lắm, trời ơi, mình ba đầu sáu tay hai đứa trẻ con vân vân và vân vân, mà tại sao anh không giúp mình các thứ. Thế là sau những cái lúc mà bực bội như vậy á, thì mình thấy là cái người mà mệt mỏi thiệt thòi á không phải là chồng mình. Anh vẫn vui về nhà vẫn hello vợ, à, con sao rồi này kia, vẫn rất là vui vẻ và việc nhà thì vẫn như thế này, và mình thì vẫn cáu tiết điên lên. Thế là mình mới nghĩ lại là vì sao nhiều khi ổng cũng ở nhà đó mà ổng phải đợi mình đi làm về để mình nấu cơm cho ổng ăn, kỳ cục vậy ta. Xong rồi mình nhớ lại là ủa hồi xưa lúc mà mình quen ổng, mình kêu ôi ôi anh không biết nấu ăn à, nấu ăn thôi để em nấu cho, anh dễ thương quá, thôi để em nấu cho, em chăm anh cho, trời ơi, hạnh phúc của đời em là được chăm cho anh từng miếng cơm giấc ngủ. Thế là tự nhiên mình soi lại bây giờ, ủa ổng cũng vậy mà, ổng đâu có khác gì đâu. Ổng đâu có khác gì đâu, ổng cũng như vậy, và thậm chí ổng đã là phiên bản tốt hơn của ngày hôm qua rồi. Và cái việc mà cáu giận như vậy tự nhiên làm cho mình cảm thấy là mình stress, rồi mình mong đợi từ đối phương quá nhiều. Dạ anh Dũng nói cũng đúng, quan trọng là cách thái độ và cách thức từ hai phía đấy. Thì tự nhiên mình cảm thấy là tự nhiên mình mong muốn từ đối phương quá nhiều, trong khi cũng là cái ông đó ngày xưa, cũng là cái ông mà mà đâu có gì thay đổi đâu, thậm chí ngày ngày nay ông đã tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều rồi, tại vì mình mong muốn quá nhiều và mình theo cái guồng quay của xã hội, tự nhiên mình phải đảm nhận thêm thiên chức, đảm nhận thêm này kia, tự nhiên mình mong đợi của ở cái người 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 bạn đời của mình nhiều hơn là anh ấy có thể. Thì thật ra là nếu mà soi chiếu lại thì anh cũng đã là một người tốt hơn rất là nhiều rồi đó, nhưng mà chưa đủ tốt bằng cái sự mong đợi của mình. Vậy thì mình phải làm sao? Thứ nhất, mình giận quá thì mình mệt rồi, giận mệt lắm, khi mà bạn giận đó là bạn làm hại bạn trước, chứ còn người đối phương đâu hiểu bạn đang cái gì đâu. Và thứ hai nữa là gì, mình mong đợi nhiều quá thì mình cái gì, hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều. À, không phải, mong thật nhiều chắc là thất vọng thật nhiều gì đó. Thì rõ ràng là thôi tốt nhất là mình không mong gì nữa, ông là như thế đó, còn mình làm được làm, không làm được thôi đừng kêu, đừng có trông đợi gì cả. Còn 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 cho nên là mình cảm thấy là à như vậy thì có thể nào là mình đang mong đợi quá nhiều hay không, thì mình phải học được cái bài học là chấp nhận anh ấy như là anh ấy vốn là, và mình thương cái người đó từ hồi xưa mà, đâu phải là tự nhiên bây giờ ông thay đổi gì đâu, cho nên là mình chấp nhận anh ấy như là anh ấy vốn là, chứ mình không có mong đợi quá nhiều nữa.
Còn cái việc là thật sự là cũng vì sao mà mình có rất là nhiều cái cuộc đi chơi, thậm chí là đi chơi mẹ con với nhau và không có bố thì rất là nhiều luôn, tại vì từ hồi xưa là chồng mình là làm bên hàng không, làm ca kíp rất là thời gian rất là lung tung xèn hết cả lên. Cái có hôm thì anh làm sáng, hôm anh làm chiều, hôm anh làm đêm, thì mình mới nhiều khi cứ suốt vài ngày phải nhắn tin: anh ơi hôm nay anh có về ăn cơm không, xong rồi anh ơi cuối tuần này lịch làm của anh sao, để em book cho cả nhà mình đi đây đi đó đi kia. Tức là mình cứ phải chờ cái việc đó, xong rồi ổng trả lời lại thì nhiều khi mình phải nốt nốt lại, rồi mình tiến đến một bước là hỏi hoài mệt quá, mình chẳng chủ động được cái lịch của mình hết, trong khi mình với các con cũng phải có nhu cầu giải trí cuối tuần rồi nhu cầu đi chơi vân vân, nhưng mà cứ phải đợi theo lịch của bố. Cái cuối cùng là mình nói với ông chồng mình là thôi bây giờ anh có lịch gì thì anh nhắn cho em, còn không thì thôi em xử lý theo cái lịch của em. Ông cũng không để ý nữa, tại vì lịch thì lúc đổi thế này lúc đổi thế kia nên ông cũng chẳng nhắn được là cố định, tại vì có khi cố định rồi lại thay đổi. Thế là mình cảm thấy là thôi, cuối cùng mình cũng phải chủ động. Có nhiều khi chủ nhật anh ở nhà cả ngày thì mấy mẹ con đi chơi cả ngày, cái đến tối mấy mẹ con về thì anh lại đi làm, rồi nói chung cái lịch nó cũng rất là lệch nhau. Thì ông mới bảo chứ: ủa sao em biết chủ nhật anh ở nhà mà em đưa con đi chơi rồi đâu 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 có thời gian với nhau. Thì mình mới bảo là bây giờ á là anh ở nhà lúc nào hay là anh muốn đi theo mẹ con lúc nào anh phải đăng ký thì nhiều khi em còn chỉnh lịch của em, chứ còn lịch của em bận lắm, em đi với con đồ nhiều nhiều chỗ đi chơi lắm, giờ đâu ngồi thời gian ngồi chờ lịch của bố đâu, phải đi chơi con đâu ở nhà suốt được. Thế là sau đấy thì mình có thể là đi tới rất là nhiều nơi nhưng mà cũng mấy mẹ con với nhau, và nếu mà bố có thời gian thì bố tham gia cùng, còn nếu không thì thôi, tại vì mình phải chấp nhận là cái thời gian của cả nhà là lệch nhau, vì chồng thì đi làm giờ giấc nó không cố định như là mấy mẹ con thì đi giờ hành chánh, còn chồng còn còn bố thì đi 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 giờ khác. Thế là mình phải có cái chọn lựa là mình phải chủ động, chứ mình không chờ là anh ơi có về ăn cơm không, anh về ăn cơm hay không thì cũng không biết, tới giờ sáng giờ trưa giờ chiều là cứ bày ra mấy mẹ con ăn xong thì dọn lại, còn có khi là ảnh nhắn là tối nay anh về giờ này mấy mẹ con chờ anh ăn cơm nhé, thế là mình chờ, còn nếu không thì cứ giờ giấc ở nhà là cứ như thế. Và ban đầu thì mình phải chạy theo lịch của anh ấy, thì về sau anh phải lại phải chạy theo lịch của mấy mẹ con. Mình cảm thấy là cái sự chủ động trong thời gian của mình để cố gắng linh đương nhiên là mình luôn cố gắng linh hoạt giữa cái lịch sinh hoạt của cả nhà với nhau, nhưng mà nếu mà không được, và có những ông chồng thì nhiều khi cũng đi làm gì hành chánh đó về nhưng mà nhậu nhẹt này kia các thứ, thế là nếu mà anh nhậu thì anh mất cái cơ hội về với mẹ con buổi tối, và mẹ con thì có nhiều trò vui lắm, trời ơi, trên đời này không có gì là không vui hết, thiếu bố hay là có bố hay là sao thì cũng 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 tùy cái quan tâm của bố thôi, còn còn nhiều khi mình cũng không nhất thiết phải chờ đến cơm canh nguội xong mình mới được ăn, mình cứ phải đối xử với bản thân mình tốt trước, mình hạnh phúc trước, mình happy trước thì mọi thứ nó lại quay về mình. Chứ nếu như mà mình cứ mong muốn ở người kia như thế này như kia xong rồi mình đuổi theo người kia thì nó cũng hơi khó, vì mình đâu có tiết chế thì mình đâu có quản lý được cái cảm xúc hay là cái mong muốn hay cái gì của người ta đâu, nhưng bản thân mình biết mình rõ nhất là mình cần cái gì, mình muốn cái gì, bản thân mình cần những cái lịch cố định của mấy mẹ con, cần những cái giải trí của mấy mẹ con thì mình sẽ làm cái điều đó. Nếu như mà anh có cái ngày cuối tuần nào đó thì anh nhắn là ok cuối tuần này thứ bảy bố ở nhà mấy mẹ con có đi đâu thì cho bố theo với, thì nhiều khi cái lịch đó của mình là chủ nhật mình có thể đổi qua thứ bảy ví dụ như vậy. Còn có những ông chồng mà cứ tan sở xong rồi thích nhậu nhẹt la cà rồi vợ ở nhà cứ nhắn tin anh ơi lúc nào anh về thứ thì rất là khổ. Nếu mà anh đi chơi thì anh mất cơ hội với mẹ con buổi tối, nếu cuối tuần anh đi đâu đấy thì anh mất cái niềm vui với lại cả nhà thôi, cho nên là mọi thứ mình cứ phải chủ động.
Và thật ra cái nghe bí kíp quản trị chồng nghe có vẻ cao sang đúng không ạ? Nhưng thật ra bí kíp quản trị chồng chính là mình phải quản trị được mình. Làm sao mình quản trị được người ta được? Cho dù đó là chồng mình, cho dù là người mình quen bao nhiêu năm rồi, mình không quản trị được người ta. Trời ơi, ban đầu cũng cố gắng lắm, dạy con từ thuở còn thơ, dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về, nào là thay bỉm, thay sữa rồi các con các thứ, chăm sóc tốt lắm. Nhưng mà mình mong muốn hơn nữa thì không được. Làm sao mình mong muốn được một người khác mà theo cái quan điểm của mình, cho dù đấy là người bạn đời của mình đúng không ạ? Cho nên là khi mình quản trị được bản thân mình làm cho bản thân mình hạnh phúc. Trời ơi, mình cứ phải luôn luôn năng động, luôn luôn chủ động, luôn luôn xinh đẹp. Ông chồng nào cũng phải đi về mà đi chơi với vợ, hay là xem vợ dắt con đi đâu, rồi xem thử là mấy mẹ con có trò gì hay ho, tự nhiên mình cứ phải đứng bên ngoài lề cuộc chơi đúng không ạ? Cho nên là bí kíp quản trị chồng của mình ở đây không có bí kíp quản trị chồng, nhưng bạn sẽ lôi kéo anh ấy vào được mối quan hệ gia đình và cái sự sinh hoạt của vợ con, thì ảnh sẽ luôn cảm thấy là gia đình là một nơi thú vị để quay về. Còn khi mà bạn cứ phải người ta có câu là theo tình tình chạy, chạy tình tình theo á, chả phải theo cái tình nào hết, chả phải theo ai hết, mình theo mình chủ động, mình xinh đẹp, mình lo lắng tốt cho bản thân và cái người mà cần mình là các con, thì lúc đó anh sẽ rất là mong muốn là đồng hành cùng để được cái sự gắn kết với lại là những cái người thân yêu nhất của mình. Thì thời lượng của chương trình cũng đã hết, thì mình chỉ nhấn mạnh lại là mình áp dụng rất là đơn giản, mình coi bạn đời là một cái người đồng đẳng với mình, không hơn không kém, có một sự tôn trọng nhưng mà là trong mối quan hệ đồng đẳng. Cái thứ hai nữa là mình phải biết chấp nhận anh ấy chính là anh ấy, mình không thay đổi được anh ấy đâu. Và cái thứ ba nữa là mình phải phải biết chủ động trong mọi cái vấn đề của gia đình. Và cái kết luận ở đây là quản trị chồng thì không khác gì ngoài cái việc mình phải quản trị mình thật tốt, mình quản trị mình tốt, mình không giận hờn sân si, mình không thất vọng khi anh ấy làm cái việc này việc kia, và mình vẫn có những cái niềm vui của mình nếu anh ấy không tham gia. Mình vẫn có những cái sinh hoạt bình thường nếu anh ấy bận đi nhậu, anh ấy bận đi công việc, công tác vân vân, thì gia đình lúc nào cũng êm ấm hạnh phúc. Và bạn tin đi là không có người chồng nào sẽ đứng bên lề cái cuộc chơi của một cái gia đình mà luôn luôn nhiều tiếng cười, luôn luôn thú vị, và vợ con thì lúc nào cũng không phải trong cái tình trạng ủ ê rồi phụ thuộc cả. Quan điểm của Quỳnh là như vậy. Hy vọng là các chị em có một cái bí kíp quản trị chồng rất là theo cái cách của mình, có thể là cách của Quỳnh không hợp thì cách của các bạn chính là tốt nhất, tại vì các bạn là hiểu được cái hoàn cảnh của mình nhất đúng không ạ? Và nếu như là ngày 8 tháng 3 ấy, thì như hôm nay thì Quỳnh không biết là chồng mình có tặng quà gì cho Quỳnh không nữa. Thật sự là như vậy. Tại vì là mà thường là mình sẽ dành cái ngày 8 tháng 3 đấy là của mình, cho dù là anh ấy có bận biểu hay là nó như nào đấy, là ngày đấy là ngày của mình. Và hôm nay thì mình đã book cái lịch đi 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 chơi nguyên ngày cùng với các con. Anh ấy thì bận đi làm, anh không có tham gia được. Nhưng mà không 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 có chờ đợi xem thử là anh ấy có vô bếp hay là như nào hay không. Thì lúc mà mấy mẹ con về thì bố vẫn đón và vẫn vui vẻ như bình thường. Mà mình về mình cũng cũng không có những cái chờ đợi. Thì khi mà mình không có những chờ đợi thì mình sẽ không có những thất vọng. Và ngày nào cũng là ngày 8 tháng 3. Xin chúc cho cả nhà 8 một buổi tối cuối tuần thật là vui vẻ. Và đối với chị em thì không chỉ có ngày 8 tháng 3, ngày 20 tháng 10, mà tất cả các ngày trong năm đều là ngày dành cho phụ nữ chúng mình. Xin chào và xin chúc ngủ ngon.